Hôm nay là chiều 30 Tết nhá. Chiều 30 Tết đón xuân mới 2021. 2021. Hôm nay mình tham quan thành phố vào buổi chiều 30 Tết và mình quay lại những cái thước video để sau này mọi người có cơ hội để khám phá Hà Nội chiều 30 Tết như thế nào. Chủ yếu là ngoài đường phố nhá. Ta hãy cùng theo dõi cái video của mình để xem là thủ đô ăn Tết như thế nào. Năm nay kinh tế khó khăn cho nên là đường phố vắng. Thường là 30 Tết là hay người dân tấp nập đi sắm Tết, nhưng mà năm nay thì không. Đây là con đường huyết mạch phố Trần Duy Hưng, cho nên là còn đông xe đấy, đi nữa vào phố thì nó còn vắng hơn. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Thủ đô của chúng ta tuyệt vời luôn. Hoa đào đón Tết xuân 2021 nhá. Đấy, hoa đào. Toàn cảnh thủ đô Hà Nội đón xuân năm 2021. Rất là thanh bình luôn. Đây là phố Thái Hà nhá. Phố Thái Hà là thuộc quận Đống Đa. Có vẻ là đông và sầm uất hơn. Người đi đường cũng tương đối là đông. Hai bên đường thì cờ hoa vừa chào mừng Đại hội Đảng vừa xong và bây giờ là đón Tết Nguyên Đán 2021. Đây, giới thiệu với các bạn là con phố Xã Đàn nhá. Một con phố mới. Đấy, đây là quang cảnh phố Xã Đàn chiều 30 Tết nhá. Cũng không vắng vẻ lắm đâu. Vẫn có nhiều phương tiện di chuyển trên phố. Phố Xã Đàn này là một con phố mới, rất là rộng, đẹp. Nó cũng có thể gọi là đường vành đai 1 đấy. Rất là đẹp luôn, rộng rãi. Ngày nào mà được rộng rãi thế này đi thì rất là sướng. Đây là đến phố Đại Cồ Việt nhá. Đấy. Toàn bộ khung cảnh phố Đại Cồ Việt chiều 30 Tết. Đấy, chúng ta bắt đầu tiến vào con phố Huế nhá. Huế, quận Hai Bà Trưng đây. Đấy. Mời các bạn xem ngắm phố Huế chiều 30 Tết đón xuân 2021. Nắng đẹp luôn. Hôm nay thời tiết nắng đẹp, nhiệt độ ngoài trời đang khoảng 21 độ C. Trời nắng, nóng. Trời thì trong xanh, nhiệt độ thì vừa phải, không rét và không ấm. Con phố Huế này những ngày thường là rất là sầm uất, hàng quán, người đi ra phương tiện đi lại thì rất là đông. Đây là đường một chiều hướng về bờ hồ Hoàn Kiếm, cho nên là lúc nào nó cũng đông. Hôm nay chiều 30 Tết thì mình cảm nhận là nó cũng đông hơn ở khu vực những khu vực ngoài. Trời nắng đẹp.
Chúng ta đang ở phố Hàng Bài nhá. Đây là phố Hàng Bài chiều 30 Tết nhá. Đấy, Tràng Tiền Plaza này. Đấy, đồng hồ bưu điện nhá. Chúng ta bắt đầu đi vào khu vực phố Đinh Tiên Hoàng nhá. Đấy, đây phố Đinh Tiên Hoàng chiều 30 Tết này. Rất đẹp luôn các bạn ơi. Bờ hồ kìa. Đấy, phố Đinh Tiên Hoàng chiều 30 Tết nhá. Như mọi năm hay là hôm nay Tết là sẽ, đây là phố đi bộ và sẽ cấm xe đi vào. Nhưng mà riêng năm nay thì vì dịch Covid cho nên là dừng phố đi bộ. Chính vì thế cho nên hôm nay chiều 30 Tết là xe cộ phương tiện đi vào thoải mái luôn. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy, phố Đinh Tiên Hoàng chiều 30 Tết nhé. Rất là đẹp luôn. Thời tiết hôm nay nắng cũng đẹp. Nhiệt độ ngoài trời đang khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm đang khoảng 21-22 độ. Đấy, đây là tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Các bạn đang xem video mình quay chiều 30 Tết ở đường phố ở Hà Nội nhá. Đây, đây đến khu vực quảng trường. Đấy, bên kia là điểm một phố đi vào phố Hàng Bông, một đi vào phố Hàng Gai. Chúng ta tiếp tục đi theo bờ hồ. Đây có các xe du lịch vẫn chạy. Tết năm nay du lịch coi như dừng hẳn. Nhưng mà ngành du lịch cực kỳ khó khăn luôn. Mọi năm là chỗ này là đông lắm. Đây nhà hàng Thủy Tạ. Đông lắm. Nhưng mà năm nay thì hầu như là không mở. Vắng. Thưa thớt. Đây, đẹp chưa? Chúng ta đang đi ở phố Lê Thái Tổ nhá. Phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Đấy, hoa đào. Hoa đào nở đẹp luôn. Các bạn thấy chưa? Đấy, hoa đào và du khách. Quá đẹp luôn. Wow, hoa này. Các bạn nhìn thấy hoa đào chưa? Năm nay bờ hồ được sửa lại nhìn rất là đẹp. Đấy. Bờ hồ Hoàn Kiếm chiều 30 Tết đây các bạn ơi. Mời các bạn ngắm tháp rùa kìa. Tháp rùa chiều 30 Tết nhé. Đấy. Tháp rùa chiều 30 Tết này. Đấy. Đây là phố Bà Triệu nhé.
Phố Bà Triệu chiều 30 Tết đây các bạn ơi. Giờ chúng ta đang di chuyển vào con phố Tràng Thi nha các bạn nhé. Phố Tràng Thi chiều 30 Tết đây. Hai bên đường là cờ hoa rất là đẹp, tương đối vắng. Đấy. Đấy, con phố Tràng Thi là phố một chiều, đường một chiều nhé, đi từ bờ hồ xuống đến cửa Nam. Con phố này rất là đẹp luôn, bao đời nay từ ngày xưa. Chúng ta đang đi vào con phố cửa Nam nhé, lên đây là ngã tư ngã năm cửa Nam đây. Đây cuối phố Tràng Thi đến cửa Nam. Đấy. Đèn xanh đèn đỏ cửa Nam đây nhá. Cửa Nam chiều 30 Tết. Chúng ta đang đi ở phố Điện Biên Phủ chiều 30 Tết nhé. Phố Điện Biên Phủ chiều 30 Tết thì chuẩn bị đón xuân mới 2021. Đó. Chuẩn bị đi hết đường phố Điện Biên Phủ là thấy Lăng Bác. Đấy, các bạn nhìn thấy Lăng Bác chưa? Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 2021. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phủ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sang chúng ta đang xem, đang đi trên phố Hùng Vương chiều mùa 30 Tết nhá. Phố Hùng Vương chúng ta bắt đầu đi vào đường Thanh Niên nhá. Đấy, đẹp chưa? Đây là đường Thanh Niên chiều mùng 5 chiều 30 Tết. Đón xuân 2021. Con đường Thanh Niên này rất là phù hợp với giới trẻ. Các bạn trẻ mà sinh viên học đại học thì hầu như hỏi ai cũng biết con đường này. Con đường tuyến phố rất là đẹp. Cây xanh rất là nhiều. Đường Thanh Niên chiều 30 Tết 2021. Quá đẹp luôn các bạn ạ. Cửa hoa khoe sắc.
Thanh Niên nhé. Đây là đường Thanh Niên, quận Tây Hồ. Một con phố rất là đẹp, nhiều cây xanh. Đây kia là ngôi chùa Trấn Quốc à. Ngôi chùa nổi tiếng Việt Nam. Chiều 30 Tết, đường Thanh Niên chiều 30 Tết. Cả nhà ngắm phố Phan Đình Phùng nhá. Con phố này đẹp nhất Hà Nội. Đây là phố Hoàng Diệu nhá cả nhà nhá. Con phố rất là đẹp. Phố Hoàng Diệu chiều 30 Tết. Một con phố đẹp chiều 30 Tết như này. Đây là phố Kim Mã nhé các bạn nhá. Phố Kim Mã chiều 30 Tết đây. Những thước phim cực đẹp luôn về phố phường Hà Nội chiều 30 Tết. Để mọi người sau này lưu giữ và có thể tham khảo. Bắt đầu lên cầu Trung Hòa vào vào phố Trần Duy Hưng nhé. Trần Duy Hưng phải nói là một con phố rất là đẹp, rộng và hai bên đường rất nhiều tòa nhà cao tầng. Và đặc biệt ở phố Trần Duy Hưng này rất có nhiều cái hay cho du khách đến giải trí. Đấy. Các bạn nhìn rất nhiều nhà cao tầng luôn nhỉ. Bắt đầu video ở con phố Trần Duy Hưng này. Bây giờ chúng ta kết thúc video cũng ở con phố Trần Duy Hưng này nhá. Mình xin được kết thúc video ở đây. Chúc các bạn toàn thể mọi người là sang đón năm mới 2021 vạn sự như ý, vạn sự tốt lành, gia đình an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại video.